Sáng sớm ở biên giới giáp Campuchia. Quán cơm tấm Nguyên nằm đối diện chợ biên giới Tịnh Biên, An Giang, là một trong những hàng ăn mở cửa sớm nhất ở khu vực này. Chủ quán Nguyễn Thị Ngọc Hà, 40 tuổi, cho biết quán do thân sinh của chị mở từ năm 2001 và rời về địa chỉ hiện tại cách đây 6 năm. Theo chị Hà, để có thể phục vụ lượng khách lớn vào mỗi buổi sáng, thịt và sườn được ướp từ tối hôm trước. Theo công thức riêng, các gia vị cần thời gian để ngấm vào thịt, trong đó không thể thiếu một chút mật ong khi nướng mới ngon và không bị khô, chị Hà nói. Trên bếp than đỏ lửa, thịt được lật liên tục, lúc gần chín, đầu bếp còn quét thêm chút nước gia vị lên lần nữa, bếp nướng đặt trước quán, mùi thơm của thịt theo khói lan tỏa khắp không gian, sườn nướng cháy cạnh còn ám mùi khói nhưng vẫn giữ được độ mềm bên trong, khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị mặn ngọt hòa quyện. Gần 20 năm qua, các thành viên trong gia đình chị Hà cùng nhau phụ việc trong quán, hiện chị Hà là người ngồi chính ở quầy bếp để sới cơm cho khách con của chị phụ trách bương bê, có nhiều hôm bận, mẹ chị sẽ ra phụ. Chị Hà cho rằng món ăn ngon hay không còn tùy vào khẩu vị của mỗi thực khách. Thực đơn ở đây có cơm tấm ăn với sườn nướng, bì và chả, quán còn thêm đồ chua, trứng vịt luộc để khách ăn ngon hơn. Không gian của quán khá khiêm tốn, những bộ bàn ghế đã cũ được xếp gọn trong gian nhà hơn 20 mét vuông, do nằm gần chợ biên giới, nơi này thu hút du khách bên cạnh người dân địa phương. Mỗi ngày, quán bán hơn trăm đĩa cơm từ sớm cho đến 10 giờ nhiều khách đến trễ đành phải quay về si vĩ